Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Trong số này, Thanh Huyền xin giới thiệu đến quý vị top 9 mẫu biệt thự tân cổ điển với mặt tiền cực hút khách, được đánh giá cao và lựa chọn thiết kế nhiều nhất trong năm vừa qua. Trước tiên, quý vị hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công trình nhà đẹp nào mà chúng tôi chia sẻ nhé. Công trình nhà đẹp đầu tiên mà Thanh Huyền muốn chia sẻ đến quý vị đó là mẫu biệt thự 3 tầng tân cổ điển mặt tiền 10m siêu sang chảnh ở Bắc Ninh của chủ đầu tư chú Ngọc, cô Cúc. Nhìn bao quát, quý vị có thể thấy ngoài vẻ đẹp đồ sộ, tráng lệ của căn biệt thự bởi hệ thống hoa văn phào chỉ được tính toán và sắp xếp một cách khoa học nhất để tổng thể công trình luôn được cân đối và hài hòa. Ngôi nhà được bố trí công năng phù hợp chuẩn phong thủy với một phòng ngủ master kết hợp phòng thay đồ và 4 phòng ngủ nhỏ. Ngoài ra, theo yêu cầu của cô chú, chúng tôi thiết kế một khoảng diện tích phía trong cùng 17,6m² để làm bếp phụ, tạo không gian rộng rãi, thoáng mát, phục vụ công việc nấu nướng khi gia đình có công việc quan trọng. Mẫu biệt thự tân cổ điển tiếp theo xin được bật mí cho quý vị, đó là công trình nhà đẹp của chủ đầu tư Anh Việt, chị Hằng tại Bắc Ninh trên diện tích xây dựng là 8,22m x 19,04m. Như quý vị quan sát trên màn hình, mẫu biệt thự 3 tầng tân cổ điển ẩn chứa vẻ đẹp của phong cách kiến trúc kiểu Pháp châu Âu đầy sang trọng. Khối kiến trúc này còn được phân tách với hai khối chính, một bên là khối chính đồ sộ và một bên là khối phụ nhẹ nhàng, tinh tế để làm bật lên khối chính. Thay vì thiết kế mặt tiền bằng phẳng thì các kiến trúc sư của chúng tôi lại tạo điểm nhấn bằng các bức chương đua ra cùng với hệ sảnh vô cùng tự nhiên và cuốn hút. Và mặt bằng công năng của chúng tôi gửi đến chủ đầu tư gồm có gara để xe, 4 phòng ngủ khép kín cùng với khu tập thể dục trên tầng tung. Rời thành phố Bắc Ninh, mời quý vị cùng Thanh Huyền đến thành phố Nam Định để chiêm ngưỡng mẫu biệt thự tân cổ điển thứ 3 trong top 9, đó là mẫu thiết kế biệt thự kiểu Pháp 4 tầng sang trọng của chủ đầu tư ông Vương trên diện tích sàn là 10,8m x 14,86m. Với hệ trụ cột dài, đồ sộ đã tạo lên hình khối kiên cố, vững chãi cho ngôi nhà. Hơn nữa, mẫu biệt thự còn hút mắt người nhìn với góc view hoàn toàn chiếm trọn trái tim của chủ đầu tư. Thêm vào đó, màu xanh than của hệ mái man sắt cũng là một điểm cộng cho ngôi nhà tân cổ điển. Không chỉ đáp ứng đầy đủ về một kiến trúc ngoại thất ấn tượng, bố trí công năng bên trong còn thỏa mãn nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Bản thiết kế chúng tôi gửi đến chủ đầu tư gồm có thêm phòng karaoke phục vụ mục đích giải trí cho các thành viên trong gia đình. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng mẫu thiết kế biệt thự mini 3 tầng 1 tum tân cổ điển cực kỳ hoành tráng tại Hưng Yên của chủ đầu tư chú Lê Minh Châu. Với diện tích khu đất của nhà chú Châu, chúng tôi nhận thấy ngôi nhà phát triển theo chiều sâu, do đó việc tính toán không gian sử dụng cần phải được lên phương án hợp lý để ngôi nhà không bị mất cân đối. Một kết cấu bền vững cộng thêm một hệ thống sân vườn xanh mát không chỉ làm hài lòng chủ đầu tư mà còn khiến người đi đường phải đem lòng ngưỡng mộ. Công năng của ngôi nhà 3 tầng đẹp và thiết kế nội thất cũng được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo tiện nghi trong quá trình sử dụng và hướng đặt chuẩn phong thủy nhằm hút được tài lộc, may mắn cho các thành viên trong gia đình. Tiếp theo, mời quý vị cùng Thanh Huyền tham khảo mẫu biệt thự tân cổ điển 3 tầng 1 tum của chủ đầu tư Anh Hải tại Hà Nội. Với diện tích sàn là 7,3m x 12,1m, ngôi nhà tân cổ điển đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự bề thế và lịch lãm. Phối cảnh ngoại thất sang trọng, nổi bật nhờ bức chương quyền uy được nâng đỡ bởi hai cặp trụ cột vuông vững chãi ở sảnh chính cũng chính là điểm nhấn nổi bật nhất của ngôi nhà. Tiếp theo đó là ban công tầng 3 với lan can sơn nhũ vàng cực kỳ quyến rũ cùng với hệ vòm nơi tầng mái với đường cong hoàn hảo đã khiến cho công trình thu hút và ấn tượng hơn rất là nhiều. Hoàn hảo trên mọi góc nhìn ngoại thất, nội thất bên trong ngôi nhà cũng thực sự chiếm trọn tình cảm của chủ đầu tư và các thành viên trong gia đình bởi cách bố trí mặt bằng công năng các tầng với phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, một phòng ngủ master, 4 phòng ngủ và thêm bể bơi ở tầng tum. Thưa quý vị, những mẫu thiết kế biệt thự lô góc theo phong cách tân cổ điển phô diễn được vẻ đẹp hoàn mỹ của hai mặt tiền luôn là lựa chọn số 1 của rất nhiều chủ đầu tư. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Thanh Huyền khám phá mẫu biệt thự tân cổ điển hai mặt tiền của gia đình anh Hiển ở thành phố Ninh Bình nhé. Với mặt tiền là 10,99m, chiều sâu là 13,69m, mẫu nhà đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ với sự sang trọng về không gian ngoại thất cũng như là bố trí công năng khoa học hợp lý. Ngôi biệt thự tân cổ điển sở hữu hai bức chương vô cùng hoành tráng. Nếu như bức chương sảnh với phần vai rộng được lấy cảm hứng từ chiếc mũ vương miện cùng với chi tiết mặt ngọc ở giữa thì bức chương mái lại được chấm phá nhờ chi tiết đồng hoa vĩnh cửu được nâng đỡ bởi cặp thiên thần nhỏ. Bên cạnh hình khối kiến trúc sang trọng, đẳng cấp, công năng của ngôi nhà cũng được thiết kế khoa học, chuẩn phong thủy với 4 phòng ngủ.
mẫu thiết kế biệt thự Tân Cổ Điển với mặt tiền là 7,72m, chiều sâu là 12,22m của gia đình anh Hùng, chị Mến ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội là thiết kế nhà đẹp tiếp theo mà Thanh Huyền muốn giới thiệu đến quý vị. Từ chiều cao các tầng, chiều cao cột, độ rộng của cột, tỷ lệ hoa văn phảo chỉ, v.v. Các kiến trúc sư của Apollo Việt đã chăm chút tỉ mỉ để đạt được tỷ lệ vàng trong mọi góc nhìn, mọi khía cạnh để công trình đẹp và hoàn mỹ như quý vị đang thấy trên màn hình. Nhìn từ xa, ngôi biệt thự đẹp 3 tầng hiện lên thật đẳng cấp, hoàn hảo với màu trắng chủ đạo tinh khôi giúp nổi bật những chi tiết hoa văn, đường chỉ cột, đường phao phân tầng, phao cửa sổ, những chi tiết đắt giá nhất của kiến trúc Tân Cổ Điển. Công năng của ngôi nhà thì được bố trí khoa học với 6 phòng ngủ cùng các phòng chức năng sang trọng và ấn tượng. Tiếp theo, hãy cùng Thanh Huyền khám phá mẫu biệt thự nhà vườn 2 tầng có diện tích là 6,8m x 11,8m gồm 3 phòng ngủ do Apollo Việt thiết kế cho gia đình anh Bền ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Như quý vị quan sát trên màn hình, các kiến trúc sư đã tư vấn cho gia chủ thiết kế một bức bình phong ở trước nhà và còn được khắc tên biệt thự Bền Hương, thể hiện được sự yêu thích và tự hào của gia chủ khi được sống trong một ngôi biệt thự sang trọng đến như vậy. Ngoài ra, nó còn mang một ý nghĩa phong thủy, tạo khí tốt, sự ấm cúng và an toàn. Tại sảnh chính tầng 1 và tầng tum, hai bức chương được phô diễn bởi lớp hoa văn tôi thiên thần, họa tiết hoa lá lấy cảm hứng từ thiên nhiên, được tạo hình uyển chuyển, có độ cành bóng rõ nét nên rất đối ấn tượng và sinh động. Công trình nhà anh Bền có diện tích sàn khoảng hơn 80m² nên việc bố trí công năng vô cùng hợp lý, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình với một gara để xe, 3 phòng ngủ và một phòng đọc sách. Tiếp theo, mời quý vị cùng Thanh Huyền tham khảo mẫu biệt thự Tân Cổ Điển cuối cùng trong video hôm nay, đó là công trình biệt thự Tân Cổ Điển 3 tầng 1 tum của chủ đầu tư anh Chức tại Hưng Yên. Được thiết kế theo phong cách Tân Cổ Điển, sử dụng các chi tiết hoa văn, phào chỉ, trù cột hết sức nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, tráng lệ nhưng cũng đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật. Sảnh chính được thiết kế cầu thang vững chãi, độ rộng của mỗi bậc thang hợp lý để có thể tận dụng tối đa diện tích. Vì thế, việc bố trí mỗi chi tiết cần tính toán cẩn thận để mỗi diện tích đất đều có thể thể hiện hết giá trị công năng của nó. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp bên ngoài của ngôi nhà và việc bố trí khoa học, phân chia tỷ lệ mặt bằng bên trong hợp lý, kết cấu công trình an toàn, vững chãi mang tới một không gian sống đẳng cấp. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Huyền đã chia sẻ đến quý vị top 9 mẫu biệt thự Tân Cổ Điển mặt tiền khoảng 7m đến 11m được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh Nhà Đẹp Apollo Việt để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi liên tục cập nhật thông tin về các công trình mới nhất và độc đáo nhất. Một lần nữa, Apollo Việt xin chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!